Trời đã sáng rồi, trời đã sáng rồi. Mọi người ơi, dậy đi thôi, trời sáng rồi. Nào, các bạn búp bê ơi, sáng rồi thì đi nào các bạn ơi. Giờ vẫn ngủ, mà trời đã lên trên cao rồi kìa. Dậy đi các bạn ơi. Ôi, mình buồn ngủ quá, mình không muốn dậy đâu. Mình không muốn dậy đâu. Bạn gà đã đi hẳn siêu to đến chờ các bạn dậy này. Các bạn ơi, dậy đi nào, dậy ăn sáng đi nào. Sáng lắm rồi, sáng lắm rồi. Ôi, mình buồn ngủ quá à. Thôi được rồi, nghe lời bạn gà đó. Bây giờ chúng mình sẽ gọi nhau dậy nha. Dậy để nấu nướng ăn sáng ngoan nha. Dậy đi bạn BB ơi. Dậy đi bạn Chip ơi. Hai bạn dậy đi nào. Ok. Ôi, mình cũng buồn ngủ lắm này. Ừ thì thôi nha, các bạn dậy ngoan nha. Mời các bạn lên xe. Mời các bạn lên xe để mình chở các bạn đi nấu ăn để ăn sáng nào. Mời các bạn búp bê lên xe nha. Ăn sáng xong chúng ta sẽ cùng đi chơi nha. Mời bạn Chip đi lên xe nào. Xe sẽ chở một bạn Chip trước nha, để cho an toàn giao thông nha. Jin 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 jin. Đến bếp rồi, bây giờ bạn Chip xuống để nấu ăn trước. Rồi, tiếp theo sẽ chở bạn BB nha. Bi ơi, jin 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 jin. Đến nơi rồi. Rồi, đến bạn Sam nào, còn bạn Sam nữa thôi. Là chúng ta sẽ cùng nhau nấu nướng để ăn sáng để cho khỏe mạnh nha các bạn nha. Jin jin jin. Đến nơi rồi. Ăn xong rồi đó, ba bạn bây giờ muốn chơi trò gì đây? Để mình cho các bạn chơi nào. Chúng mình muốn chơi, chúng mình muốn xem đường dây ô tô cơ. Ok nha, bây giờ mình sẽ cho các bạn nha, chơi ô tô nha. Nào, chúng ta khởi động nè. Wow, thích quá, thích quá, thích quá, thích quá. Lên đi nào, lên đi nào. Ô, vui quá. Wow, xe chạy này siêu quá này. Ôi, nhiều ô tô, nhiều xe quá. Lên nào, lên nào, lên nào, lên nào, lên nào. Wow, thích quá, thích quá, thích quá, thích quá. Các bạn bảo là vui lắm ấy, thích lắm ấy. Các bạn có thích không? Nhiều ô tô quá này, nhiều ô tô quá này. Lên nào, lên nào. Ô, mắc kẹt, mắc kẹt, mắc kẹt, mắc kẹt, giải cứu, giải cứu. Đang bị ùn tắc giao thông rồi các bạn ơi. Bây giờ mình giải cứu nha các xe ô tô để cho lưu thông đường bộ nha, đừng dây xe nha. Ok. Wow, nhiều ô tô quá, đông xe quá nên là đang bị mắc kẹt các bạn ạ. Gì đây là xe cứu thương nha, mình cho chiếc xe cứu thương này lên nào. Rồi, đây là chiếc xe màu đỏ các bạn nha, mình cho xe màu đỏ lên nào. Nhiều quá. Các bạn thấy ba bạn búp bê của mình có ngoan không nào? Ngoan và xinh gái quá. Sáng dậy sớm nha, ăn sáng nha, rồi đi học vui chơi các bạn nha. Bye bye, tạm biệt tất cả các bạn nha. Nếu yêu thích mình bấm like và theo dõi kênh ủng hộ mình nha. Hẹn các bạn ở video sau nha. Bye bye.